Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái động cơ vành 12 60V 2000W tốc độ cao. Con này mắc tốc độ của nó có thể lên đến hơn 70 km/h. Động cơ này thì lốp được lốp bản rộng từ 12 cm đến 13 cm. Lốp có thể lắp với nó là lốp từ 120 cho đến 130. Đây, cái bản này rất là rộng này. Và nó sử dụng là một bộ phanh đĩa. Sau đây mình sẽ quay chi tiết cái động cơ này. Nó là động cơ không chổi than. Động cơ này là hàng tiêu chuẩn của hãng QS Motor, rất là nổi tiếng, chạy rất là êm. Trên này có ghi là 60V 2000W. Nó khác hẳn với những dòng động cơ xe máy điện thông thường. Về công suất rất là chuẩn. Đi với bộ động cơ này thì kèm theo nó là bộ điều khiển và một bộ phanh đĩa, thì tùy ý khách hàng có thể mua hoặc không mua. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại trên video. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào biểu tượng chuông để nhận được những video mới ra. Kênh video của mình nó mới bị mất, mình phải mới làm lại.